sáng ngày 28 tháng 9, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 61, trong đó 4 thủ khoa đầu ra đều đạt số điểm trung bình môn học rất cao. Trương Ngọc Huyền Linh, sinh năm 2001, là nữ thủ khoa ngành tài chính tiên tiến của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE với điểm trung bình môn học GPA 3.92/4. Em rất vui và thứ nhất là tự hào về bản thân mình, đấy là nỗ lực bền bỉ suốt 4 năm học tập của em. Ngoài ra thì em cũng cảm thấy rất là biết ơn sự định hướng của gia đình cũng như là sự giúp đỡ, đồng hành của bạn bè và thầy cô trong suốt quá trình học tập của em đã giúp em đạt được thành quả này. Theo em thì mỗi người sẽ có một phương pháp học riêng cho bản thân, nhưng mà đối với em thì đam mê nghiên cứu và học tập chính là kim chỉ nam để em đạt được cái thành tích như ngày hôm nay. Gia đình em thì bố mẹ em đều có làm việc trong ngành tài chính, cho nên là em cũng đã được định hướng và sẽ làm việc trong ngành tài chính. Và cái tính cách của em, cái năng lực của em cũng như sở trường của em rất phù hợp với cả ngành tài chính này, cho nên là trước khi chọn chương trình tiên tiến thì em đã chọn cái ngành tài chính rồi. Và sau đó thì em vào được trường và em biết đến chương trình tiên tiến là một chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh theo giáo trình của nước ngoài, thì em thấy đây là cơ hội rất tốt để mình mở rộng kiến thức cũng như là trau dồi kỹ năng tiếng Anh, và đấy là lý do mà em chọn chương trình tiên tiến của ngành tài chính.